Trọng Hương Hùng Bá Láp. Chào anh em nha. Cho mấy anh em xem những cái con baby 3-4 tháng. Đây, cái leo đây nằm luôn nè. Đó, đã. Baby đực 3 tháng. Mấy anh em thường hay bắt baby đực nó ít hơn. Ví dụ một đực 2-3 cái, nên là giờ còn đực hơi nhiều. Baby đực luôn. Cái con này là nó bị con mắt nó bị hư, nó bị kéo mây. Anh em nào bắt con đó là mình để khoảng bớt khoảng phần 3 giá tiền luôn. Nó hơi xấu, xấu mắt ngoại hình thôi nhưng mà chất lượng vẫn bình thường. Đây là cái em baby đực hàng 4 tháng nè. Mấy anh em nhìn so sánh nha, so sánh với hàng Đức nha. Đó, khỏi giới thiệu nhiều. Này là cam rặt nha nè. Đó, hàng đực. Cái chọt chọt cho nó chạy nè. Này là đực 4 tháng. Đó. Lấy cái đuôi lên. Giữ là phải giữ rồi, tiền được. Anh em bắt tròn ca mà đòi phải ẩm bồng được là không có anh em. Đó, mình phải bắt trước thôi. Đuôi nè. Làm giống để nhảy là không còn gì để nói nữa hết. Rồi, bên đây cũng vậy. Nói chung nhiều lắm. Rồi, lướt lướt cho mấy anh em xem thôi. Mình vô đây mình sẽ đóng mấy cái hộc chuồng. Tại mình đang thả cho đực với cái nó qua nó nhảy. Đó, còn qua sao nè. Ở đây có cây mận. Ngoài có trái để ăn. Còn có cái bông mát cực kỳ lý tưởng luôn. Anh em nào mà làm chuồng trại mà ở dưới cái gốc cây là tuyệt vời. Hoặc là ở trên một cái mặt nước là mát cực kỳ luôn. Đây, mình tháo hết những cái hộc này ra. Nó nhảy hôm nay rồi. Hôm nay phối chắc cũng 3-4-5 ngày rồi. Đây là ba con cái nó trồng một cái hộc luôn nè. Là nó không có cắn lộn rồi nè. Lý do đó là nó đang lên giống. Phối hôm nay nó không cắn, chứ bình thường mà bỏ qua vậy là sức lỗ tai và sức đuôi hết rồi. Còn đực rồi. Nè, con đực nè. Đó. Đực đó. Đây mấy cái con buồn mắt. Cái buồn mắt nó bu vỏ chuối. Đó, được chiến đó. Hôm nay chiến 5 con cái. Rồi. Tạm biệt anh em nha.